Em xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn yêu Hoa Lan. Em tên là Mã Văn Trung. Em ở trên Cao Bằng. Thì ngày hôm nay thì đại lý hoa lan rừng Cao Bằng của gia đình em lại về một số loại hoa lan rừng. Thì để không tốn thời gian thì em xin phép được quay và em được giới thiệu từng loại mặt hàng hoa lan rừng Cao Bằng ngày hôm nay luôn ạ. Thì cái hoa lan đầu tiên mà em xin được giới thiệu với lại tất cả cô chú chị và các bạn là cái lan kiếm tiên vũ. Đây là cái lan kiếm tiên vũ đấy ạ. Đây, cái cây này là em đã trồng mà cái phiên đầu tiên mà em đã trồng và gửi cho tất cả cô chú chị và các bạn đấy ạ. Đây thì cái phiên đầu tiên em bán cái kiếm tiên vũ này cho cô chú chị các bạn. Đây, không biết là em muốn hỏi thăm tất cả các cô chú anh chị và các bạn yêu hoa lan là các khách hàng cô chú anh chị nào đã mua cái cây lan kiếm tiên vũ của em á, về trồng không biết là tình trạng cây nó như thế nào, là sống chưa, cây nó có cho hoa và có phát triển không. Đây là cái cây hoa lan mà em vừa rồi em bán và còn có một cái củ mà củ già em giữ lại, và đây cái bộ rễ của nó sau một tháng em bán hàng cho tất cả cô chú anh chị và các bạn. Đây, cô chú anh chị và các bạn cùng xem là cái độ phát triển của cái cây lan nó rất là tốt ạ. Và nó có thêm một cái cây mầm non. Đây, nó có mầm non và nó có rất là nhiều rễ đây rồi. Thì cây này thì toàn tân, cây này là hai cái củ già đấy ạ. Là nó đã sống và nó cho một cái vòi hoa. Cái vòi hoa rất là đẹp. Cái này là lan kiếm tiên vũ nhá, tất cả cô chú anh chị và các bạn nhé. Cần hoa nó rất là dài. Đây ạ. Cần hoa nó rất là dài. Và khuôn hoa, cánh hoa nó chia đều đẹp ạ. Nhìn lên. Đây, nhìn rất là đẹp và bông rất là dài. Cái này em đã trống lên khá là cao rồi. Đây. Đây là mặt hoa của lan kiếm tiên vũ. Kết cấu phân bông rất là đẹp luôn ạ. Bông khá là to. Kết cấu phân bông rất là đẹp. Và hiện tại bây giờ cái lan kiếm tiên vũ này em đang ở nhà em đang có bán. Cái bông này rất là xinh, bông gốc của nó rất là xinh luôn. Đây là hàng kg của nhà em đây. Em đã cắt tỉa gọn gàng rồi, cây ngắn đều đẹp. Em vẫn bán giá như những phiên trước thôi. Em bán giá 150.000 một cân ạ. Hàng cắt tỉa gọn gàng và có những cả dề nữa. Toàn dề đấy. Đây có những dề rất là to. Đây. Có rất là nhiều cách trồng. Cô chú anh chị và các bạn có thể trồng vào chậu như em đang trồng. Và cũng có thể là cô chú anh chị và các bạn có thể mua những cái chậu mà nó cao hơn. Chậu nó cao tầm khoảng 40-50 phân ấy. Thì cho giá thể vào đấy và trồng lên. Trong quá trình trồng thì cô chú anh chị các bạn có thể, một bụi to này có thể tách ra, tách ra từng củ một hoặc là tách ra hai củ một, trồng thẳng đứng ạ, trồng hướng thẳng lên như thế này. Đây, và lấy cái cây, lấy cái quây cây về cắm xuống để giữ cái cây nó thẳng như này và giữ ẩm cho cây. Lưu ý là cô chú anh chị các bạn trồng là không được vùi gốc của nó, không được vùi gốc mà chỉ trồng để gốc nổi lên như thế này, trồng đến tầm này để lấy giá thể lấp từng tiến từng này đó. Thì em đảm bảo rằng cây lan kiếm tiên vũ này sẽ sau một tháng thì sẽ có hiện tượng là có rễ và đẻ những cây con mới. Đây là lan kiếm, toàn bộ lan kiếm tiên vũ nhà em. Đây,
Em nói thật sự với lại tất cả mọi người là hàng hôm nay rất là đẹp. Phải nói hàng hôm nay rất là đẹp. Đây bằng này bấy nhiêu chỗ này em chắc chắn rằng là tin chắc rằng là sẽ đủ cung cấp cho tất cả các cô chú anh chị và các bạn yêu hoa lan kiếm nói riêng và yêu hoa phong lan rừng nói chung ạ. Kiếm đây là một trong những loại lan là dễ trồng nhất, dễ chăm sóc, dễ trồng nhất ạ. Thậm chí chẳng phải chăm sóc gì cả, cô chú anh chị các bạn chỉ cần trồng lên nó sống là nó sẽ phát triển ngay. Hàng nó đều tăm tắp luôn ạ, rất là nhiều. Đây ạ, bấy nhiêu chỗ này thoải mái đủ để cung cấp cho tất cả anh quý anh chị và các bạn yêu hoa lan. Cái này là cái kiều kiều hôm nay gia đình em khai thác được cũng chỉ được một ít thôi. Nên chỗ này tớ chắc tầm khoảng 6-7 cân gì đấy. Thì kiều hôm nay là cây khá là ngắn ngắn và bé. Đấy thì hàng hàng ngắn và bé này thì em xin phép em được bán cũng bán giá 200 nghìn một cân, nhưng mà nó sẽ được cái lượng cây nó sẽ được nhiều hơn rất là nhiều. Và cái cây này thì cũng đã có hoa rồi. Cây này là cây trưởng thành rồi nhưng mà loại này là loại ngắn. Đây. Loại ngắn, thân ngắn nó chỉ khoảng một găng tay đấy. Đây. Kiều chỗ này cũng có tầm khoảng 3-4 cân đấy. Thì em xin phép được bán 200 nghìn một cân kiều vàng. Tiếp theo cái mặt hàng tiếp theo là cây hoàng thảo đùi gà. Đùi gà. Hoàng thảo đùi gà. Hoàng thảo đùi gà chỗ nhà em hôm nay cũng chỉ có tầm khoảng 6-7 cân. Hàng thì không phải hàng dề to đâu, hàng mê dề bé bé vừa vừa đấy. Hoàng thảo đùi gà em vẫn bán 200 nghìn một cân ạ. Đây trong khi trong quá trình em đóng gửi cho khách hàng thì em đã cắt hết những cái thân già đi rồi. Cắt nhiều thân già bởi vì cắt hết, xác định mà cắt hết thân già thì cây nó cũng không không phát triển được và cây nó cũng sẽ không đủ khỏe để đủ cung cấp chất dinh dưỡng cho những cái cây con nó phát triển sau này. Đây, cô chú anh chị các bạn cũng có thấy không ạ? Đây là những cái mầm con. Máy của em không có cái độ nét này. Đây là hai cái mầm này là hai cái mầm con nó đang mọc. Đây là hoàng thảo đùi gà. 200 nghìn một cân hoàng thảo đùi gà nhé. Còn cái mặt hàng tiếp theo là cái thanh đạm. Đạm hôm nay thì em không phải giới thiệu nhiều bởi vì toàn những cái mặt hàng mà em bán quanh năm và em bán thường xuyên ở trên những cái trang mạng. Cái này là thanh đạm sữa. Cái thanh đạm sữa này rất là dễ trồng. Cô chú anh chị các bạn đấy, như những clip trước em đã hướng dẫn, chỉ cần đi mua những cái chậu đất nung hoặc cái chậu giả gỗ về và các bạn bỏ vào đấy, bỏ trồng vào đấy và cho thêm một ít than củi hoặc là vỏ thông, bỏ vào đấy trồng kèm như thế này, trồng dựng như thế này và chờ đợi nó ra rễ và cho hoa đấy ạ, giữ ẩm. Thanh đạm sữa hoa màu trắng họng hồng, họng 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 vàng nhạt, em xin lỗi nó là họng vàng nhạt chứ không phải họng hồng. Đây màu trắng họng vàng nhạt. Hàng hôm nay em vừa mới khai anh em vừa mới khai thác về nên là hàng còn rất là tươi tươi và rất là đẹp. Hàng hôm nay rất là đẹp. Đây cái thanh đạm sữa này thì em tất cả từ từ trước đến giờ thì hàng thanh đạm sữa nhà em lúc nào hàng cũng rất là đẹp ạ. Thanh đạm sữa, còn cái bên trong này là cái tiên hài. Tiên hài hôm nay do ảnh hưởng của mưa bão thì cái hàng tiên hài của em đây hôm nay khai thác về còn khá là ẩm. Thì em chúng em đã bỏ ra và cơi ra như thế này. Thế thì sau một đêm thì cây nó sẽ gốc nó sẽ khô và lúc đấy nó sẽ vận chuyển rất là thuận tiện cho tất cả cô chú anh chị và các bạn. Tiên hài
hàng tiên hài này toàn hàng khóm, hôm nay toàn hàng khóm hàng dề đấy. Đây, hàng này nở hoa vào tháng 2. Có nghĩa là ăn Tết xong ấy. Ăn Tết xong thì tiên hài sẽ nở hoa. Và loại hoa này thì nó một những cái màu sắc của nó và cái hoa của nó thì rất là kỳ dị. Ngày xưa thì mọi người chưa biết dòng lan hài thì mọi người hay cứ nói cái này là lan nắp ấm. Gọi là mọi người hay gọi là cái lan nắp ấm, nhưng mà thực ra không phải, nó là một cái dòng lan hài rất là đẹp. Nó phổ biến ở Việt Nam mình. Đây, tiên hài này em bán giá 150.000. Thanh đạm em cũng bán giá 150.000 nhé. Đây, toàn hàng dề như thế này thôi. Dòng tiên hài nhà em khai thác thì lúc nào cũng khai thác đẹp và cắt dễ hẳn hoi. Đây ạ, về nhà cô chú anh chị các bạn nếu mà có kéo cắt tỉa cành tỉa thì có thể cắt đi một chút rễ nữa, còn không cứ để như này và trồng vào là được rồi ạ. Tiên hài 150.000, nở hoa vào tháng 2. Loại này hoa sẽ giữ được tầm khoảng 2 tháng. Hoa rất là lâu tàn. Tiên hài nhà em. Còn cái tiếp theo, cái mặt hàng truyền thống của địa phương em là cái lan giáng hương đuôi cáo. Đây, giáng hương đuôi cáo hôm nay chỗ này em thì em cũng mạnh dạn nhập về khá là nhiều. Chỗ này khoảng 1 tạ. Đây, cái lan giáng hương đuôi cáo của em là em đã cắt tỉa dễ qua rồi. Đây, cây vừa phải và rất là đẹp, cho thuận tiện thuận lợi cho tất cả các cô chú anh chị và các bạn trồng cái lan đuôi cáo này. Cái thời tiết vào tiết thu này thì khí hậu nó cũng đã khá là ôn hòa và thời tiết nó mát mẻ, nên là trồng dòng giáng hương thì em nghĩ là quả là một cái điều rất là tuyệt vời. Giáng hương đuôi cáo em cũng xin phép được bán giá 150.000 một cân. Có phiên em bán 100.000 nhưng mà phiên này thì em bán 150.000 một cân, và khách hàng nào mà mua từ 5 cân trở lên thì em bán 100.000. Em mua 1 cân thì em bán 150.000. Em bảo hành cây tươi đẹp. Đây, cô chú ý anh chị các bạn cùng xem. Cây nó bé bé mà nó rất là đẹp ạ. Cây này có những 3 cặp lá. Và cây này thì cũng có thể coi là cây lá xếp được rồi. Loài giáng hương đuôi cáo này, thực ra mà nói thì cái cách trồng nó không phải là phức tạp lắm. Thì cũng mọi người thì cứ cái dòng này thì hoa của nó thì lại còn nhiều màu sắc và nó còn sổ số rất là nhiều mặt bông nữa cơ. Thì nó khác thằng giáng hương tam bảo sắc và khác thằng quế. Quế thì nó chỉ đúng một màu thôi. Và cái hương thơm, tất cả dòng giáng hương đều có màu, đều có hương thơm. Nhưng cái đặc biệt của cáo Cao Bằng nhà em là nó thậm chí nó có cả màu tím đậm này, tím nhạt này, tím đậm này, tím nhạt này, tím trắng này và màu trắng tuyền, trắng tinh ấy ạ. Thì cái đấy thì dòng giáng hương thì từ trước tới giờ thì chưa có một người, chưa có một cao nhân trong cái giới lan á mà bảo là để bắt được sổ số cái dòng giáng hương đuôi cáo. Cái dòng giáng hương đuôi cáo này mà ai bắt được sổ số thì em bái làm sư phụ luôn ạ. Đây thì nó rất là solo. Và cái điều đấy cũng là một cái thuận lợi cho tất cả các cô chú anh chị và các bạn khi mà mua phong lan đuôi cáo. Thì biết đâu đấy, biết đâu một trong những khách hàng của em mà mua đuôi cáo, biết đâu nó lại ra cái đột biến cái hoa màu trắng chẳng hạn, hoặc là màu tím đậm chẳng hạn, thì cái cây thì nó sẽ mang cái những lại cái giá trị cao cho người sưu tầm, và nó sẽ lại mang lại một cái giá trị tinh thần rất lớn cho người sở hữu cái lan đấy ạ. Giáng hương đuôi cáo nha, ở quê em thì nó là cái đặc sản. Quê của em thì chủ yếu là giáng hương đuôi cáo là nhiều, dòng giáng hương ấy. Thế ngoài ra những cái lan tạp ví dụ như là cẩm báo, vanda thì em không nói làm gì. Cái hàng đấy thì cũng đã bị Trung Quốc thu cạn kiệt rồi. Cái giáng hương đuôi cáo này thì còn mặt hàng này còn khá là nhiều ở vùng Cao Bằng em. Đây, cái này là do chính tay những người đồng bào đi khai thác đấy ạ. Còn cái cây này thì cây con ở trên rừng còn rất là nhiều, nên là cái trong quá trình khai thác ấy em cũng nói là mọi người chỉ hãy nên khai thác những cái cây to, cây trưởng thành thôi, còn cây bé thì để lại ở rừng để 1-2 năm nữa thì nó lại cây phát triển cho hoa, nó lại có phấn rơi, thì cái lượng cây con của nó sẽ còn rất là nhiều. Và theo em được biết thì cái lượng phong lan rừng Cao Bằng là một trong những tỉnh là đa dạng nhất cả nước.
Và cho đến tới điểm này thì cái lan đuôi cáo nói riêng nó vẫn còn là một trong những cái loại phong lan mà phổ biến và nhiều nhất ở tỉnh các bạn em ạ. Đây, cách trồng rất là đơn giản, cô chú anh chị các bạn có thể trồng vào chậu, trồng trong chậu, giá thể gồm than với lại vỏ cây băm vụn ra và bỏ vào một nửa chậu, sau đó cô chú anh chị các bạn bỏ cây lan đuôi cáo vào đấy, sau khi cắt sạch những cái rễ đen, rễ trắng thì đừng có cắt, thì những cái rễ đen mà rễ nó bị gãy dập ấy thì cô chú anh chị các bạn cắt đi, ví dụ như cái rễ trắng này đừng cắt ạ, những rễ trắng đừng cắt, những cái rễ đen mà nó bị thối chứ các thứ, ví dụ như cái rễ già này thì cắt đi này, thì trồng vào chậu và em cũng nói thực sự rằng là cái cây giáng hương đuôi cáo này, quá trình trồng lúc đầu tiên thì cô chú anh chị các bạn phải cực kỳ giữ ẩm cho cây thì cây mới phát triển được ạ. Mà tiết trời ngoài Bắc mình bây giờ hiện tại đang sang thu nữa thì em nghĩ rằng là một cái điều kiện rất là thuận lợi cho cái cây giáng hương đuôi cáo phát triển. Còn cái tiếp theo em xin giới thiệu là cái hoàng thảo Nghệ Tâm. Cái hàng này thì em cạnh tranh với mặt hàng Trung Quốc từ bao nhiêu năm nay rồi. Cái loại này thì em cũng không bán giảm giá được và cũng chẳng tăng giá, cũng chẳng muốn tăng giá, thì em bán ở mức giá là 250.000 một cân. Đây là cái hoàng thảo Nghệ Tâm một cân được rất là nhiều. Có rất là nhiều khách hàng thắc mắc là cái cây hoàng thảo Nghệ Tâm này trồng như thế nào cho nó đúng và cho nó hợp lý. Thì em nghĩ thì như thế này, em nghĩ rất đơn giản như này. Như nó đã bùng nhùng như này, nó là một mớ bùng nhùng này, cô chú anh chị các bạn có thể trồng rất là nhiều cách. Có thể buộc hẳn vào cây, nhà mình có những cái cây tươi nhà thì có thể buộc hẳn vào cái cây. Cũng hoặc không thì cô chú anh chị bạn có thể mua những cái bảng dớn về và ghim vào như thế này. Nó cho nó thòng xuống ạ. Đấy, cái còn lại, những cái còn lại thì ngắn hơn thì cô chú anh chị các bạn có thể đi mua những cái chậu về và thả vào trong chậu. Trong cái chậu đấy cô chú anh chị và các bạn cho vào đấy một lớp vỏ cây, một nửa chậu đi ạ, một nửa chậu cho nó gần đầy đầy một chút thì thả cái cây này vào. Và lúc đầu ấy, bây giờ ấy mang về trồng chắc chắn nó sẽ rụng hết lá, nó chỉ trơ mỗi cái cọng thôi. Nhưng sang xuân nó sẽ, những cái cọng này nó sẽ phát triển và ra mọc ra rất là nhiều những cái cây con. Nó sẽ mọc ra rất là nhiều cây con và đồng thời những cái cây như thế này nó sẽ cho hoa này. Nó rụng hết lá nó sẽ cho hoa. Đây ạ. Đây là hoàng thảo Nghệ Tâm em xin bán 250.000 một cân. Còn cái kiếm hồng hoàng. Đây, kiếm hồng hoàng nhà em hôm nay được một ít này. Cái không gian của em hơi chật nên là em để hơi khá là vất vả. Đây là cái kiếm hồng hoàng đấy ạ. Đang kiếm hồng hoàng. Hồng hoàng em bán 200.000 một cân ạ. Kiếm hồng hoàng này trồng như địa lan ạ. Chất trồng cũng như là thanh đạm, cũng như hài, tiên hài và cũng như đuôi cáo thôi. Cô chú anh chị các bạn chỉ cần lấy vỏ cây với lại than về đập vụn ra. Đập vụn ra và trồng vào đấy ạ. Thì lưu ý là trồng cũng như trồng tất cả các loại mà có giả hành ấy thì cô chú anh chị các bạn không được trồng lấp cái củ cái giả hành là được ạ. Trồng thẳng lên là được ạ. Trồng thẳng lên như thế này và trồng vùi gốc như này đấy, thì tầm như này đấy. Đấy, nếu mà cây nó bị ngả nghiêng thì cô chú anh chị các bạn có thể lấy cái cây về cắm xuống để làm cây nó hướng dựng lên là đẹp ạ. Đây, kiếm hồng hoàng em xin phép bán 200.000 một cân. Đây là lan kiếm hồng hoàng ạ. Ngoài những mặt hàng ấy bán hàng kg ra thì em còn bán cái địa lan. Địa lan Mạc Xuân. Chút nữa em sẽ quay và bây giờ em xin phép em được quay tất cả các hàng của em hôm nay. Cô chú anh chị các bạn cùng kiểm lại nhé. Đây ạ. Đây. Em cùng kiểm lại và đơn giá của từng loại luôn ạ. Đầu tiên là cái kiếm tiên vũ. Kiếm tiên vũ là 150.000 một cân. Cái thứ hai là cái lan kiều vàng là 200.000 một cân. Lan đùi gà 200.000 một cân. Lan thanh nạm 150.000 một cân. Lan tiên hài 150.000 một cân. Lan giáng hương đuôi cáo 150.000 một cân. Lan kiếm hồng hoàng 200.000 một cân. Lan Nghệ Tâm. Lan Nghệ Tâm là 250.000 một cân. Đây. Ngoài ra em còn có một chút cái hoàng thảo Ý Ngọc Ngọc Thạch em còn chưa xếp được. Em còn chưa xếp lại được đây. Cái hàng này thì nó rụng hết lá rồi. Hoàng thảo Ý Ngọc này em bán 200.000 một cân. Em sắp xếp lại thì hàng rất là đẹp ạ. Mà có những, vẫn còn những cái khóm, những búi rất là to đấy ạ. Hoàng thảo Ngọc Thạch và Ý Ngọc lẫn nhau. Đây.
Đó, tất cả hàng của em hôm nay, nhà gia đình em ngày hôm nay là có những cái loại này. Đây, cái này là cái mũi ít long nhãn. Cái này là mũi ít long nhãn với lại long nhãn với lại phi điệp vàng lẫn nhau. Long nhãn với phi điệp vàng thì hàng phi điệp vàng đợt này em đang cháy hàng bởi vì cái thị trường khoai Trung Quốc khai thác mạnh quá. Thì hoàng thảo long nhãn em vẫn bán 150.000 một cân. Hoàng thảo long nhãn. Thế rồi, em xin phép được đi. Em xin phép được đi quay cái địa lan Mạc Quân Tử. Mạc Quân Tử hay còn gọi là Mạc Xuân. Thì hàng nhà em mà hàng nhà em trồng thuần được gần một năm rồi. Đây là hàng Mạc Quân Tử nhà em. Đây, Mạc Xuân Quân Tử nhà em đấy ạ. Đây, cả một vườn rộng thanh thang. Và hàng này thì có rất là nhiều khách hàng đặt hàng rồi. Bên cạnh đấy thì em vẫn bán sỉ bán lẻ cho tất cả các cô chú anh chị và các bạn yêu hoa lan trên toàn quốc. Đây. Nếu hôm clip hôm trước em cũng đã quay rồi và em cũng đã nói rồi thì em gửi rất là qua rất là nhiều hình thức. Ví dụ như cô chú anh chị các bạn ở gần thì có thể trực tiếp lên nhà em chọn hàng chọn cây cũng được. Thế còn không thì nếu mà ở xa thì em sẽ nhổ cây ra. Em sẽ nhổ cây ra và em sẽ bóng đóng gói lại cực kỳ cẩn thận. Đấy, em sẽ gửi cho tất cả cô chú anh chị và các bạn. Đây, đây là những cái mà em đã nhổ gửi cho khách rồi. Đây ạ. Dạ, thì cái loại này thì khi mà nhổ ra bọc cẩn thận và gửi xuống cho tất cả cô chú anh chị các bạn thì em nghĩ là nó không ảnh hưởng gì, nó rất là an toàn. Hay thậm chí có những cô ở tận trong Sài Gòn và có những cái nhà chùa đã đặt với em rất là nhiều. Thế thì em cũng ở tận trong Sài Gòn, trong Tây Ninh mà em cũng nhổ ra và em cũng đã gửi vào và khách hàng nhận hàng thì rất là ưng ý và phản hồi lại là cây không bị làm sao cả và cây phát triển rất là tốt ạ. Đây là cái địa lan Mạc Quân Tử, hay còn gọi là Mạc Xuân. Đây ạ, loại này thì em xin phép được bán 300.000 một chậu, hàng thuần rồi. Bởi vì khi mà gia đình em trồng được một cái cây lan, nó một cái chậu lan nó thuần mà nó mọc đẹp như thế này thì quả chảy qua một cái quá trình rất là vất vả và lâu dài. Thế là cái giá em đưa ra thì em cũng đã đắn đo và suy nghĩ và cho một cái giá nó hợp lý nhất rồi. Đây, rễ đây. Cô chú anh chị các bạn cùng xem rễ này. Đây. Bộ rễ của nó phát triển rất là đẹp luôn. Đây ạ. Đây, 300.000 một chậu nhé, cô chú anh chị và các bạn nhé. Đây, chỗ này thì thoải mái cho tất cả cô chú anh chị và các bạn đặt hàng từ giờ đến Tết luôn ạ. Bởi vì cái loại này năm nay là năm nhuận nên là em đã nhìn thấy những cái cây nó đã nứt có nụ rồi. Em đã nhìn thấy những cái cây mà nó đã nứt mắt nụ rồi. Em thì không phải là người chuyên về địa lan. Thế là em chỉ trồng và bán và kinh doanh thôi. Còn cô chú anh chị các bạn nào về sành về địa lan á thì đừng nghĩ rằng là em trồng em tuyển em này em nọ. Thực ra em rất là cái địa lan này em làm về em làm kinh doanh nhưng là em rất là mù mờ, em chẳng hiểu chẳng biết gì cụ thể gì về cái cây nó như thế nào cả. Đấy, nên là em cũng mong là tất cả cô chú anh chị các bạn mà những ai mà đã sành về đĩa thì đừng nghĩ là em chọn hàng chọn này nọ, bởi vì cái hàng của em trồng như thế này em chỉ trồng lên và em chỉ bán cung cấp ra thị trường thôi. Thế thực ra em chẳng biết là nó cái cây nó giá trị nó như thế nào bởi vì em không chuyên về món đĩa. Đây ạ, vâng, đây là dáng hương đôi cáo em trồng đây, cô chú anh chị các bạn xem cái bộ rễ này. Đó, rễ cái bộ rễ này thì em không phải ngợi gì luôn, bộ rễ trắng tinh luôn, rất là tốt luôn ạ. Đấy, em cũng được cái là ở trên Cao Bằng em thì cái khí hậu rất là ôn hòa, mát mẻ, thuận lợi cho cây lan phát triển. Đây ạ. Rồi cuối cùng cuối clip thì em xin quay lại cái lan hài cho tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng ngắm cái vẻ đẹp của cái lan hài. Đây ạ.
Rồi em chẳng biết nói gì hơn. Em chúc tất cả các cô chú, anh chị và các bạn một buổi chiều vui vẻ và những giây phút thư giãn sảng khoái bên những cái giò lan của gia đình mình ạ. Em xin cảm ơn và chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn.